mình làm bác mẹ cho nó là mẹ tuổi thôi mà cho nó đi aesthetic era gì nhé phong nào được u bà bé cho nó đi aesthetic era gì rồi nó nhân sinh làm mà này giống như cháu này lại miêu này anh mày có tốn cái gì bé cho nó vui vui chứ mà rồi cho nó cafe ôm nhà đấy cho nó cafe này sao vui vui làm vậy rồi cho nó gym area giàu quá bé cho nó gym à rồi lấy à đi ăn à để chịu cho nó gym này bé cho nó gym à rồi nó mang ba tốn nhiều gì vậy cho nó phần nào tốn này standard bình silver thế ba bình gold bé standard cao cho nó gym ông đi này class cao rồi thì bác cụ thì chỉnh cho nó fire với pizza này bia, cho nó save mà rồi nó cafe mà 10% off, class card thì bác cụ tống chỉnh free à mẹ, phố rồi nó cafe mà 15% off, class card luôn unlimited bia, cho nó đi ESC cafe mà rồi nó cho nó đi luôn hoàn chỉnh cái giá thì vừa rồi, healthy food ấy, với cái mấy bia weight loss bia, protein shake, cùng luôn cái chả hay, cùng luôn xịt bia, cho nó đi chỉ cái facility ấy mà rồi nó cho nó class đi à rồi. Tapa đa chi mê, cho nó phải fashion chi mê, HID chi mê, booty workout chi mê, bên cho nó jingle giá, bên cho nó strong body, bên stretching class đi chi mê, bên cho nó yêu giá đi chi mê, boxing class của cho nó tìm ra tha bê 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 tha chỉ cho cái này là cho thay chỉ biết là cái này cho nó lâu dài rồi là sáng sáng đi này, thu mình dùng nó xịt xài rồi, cho nó đi chơi mà rồi cho nó train này thay biết là rồi, cố lúc bắt xong train này ngã chân mình chơi, mà ngã chân luôn, cố train này cái ngã chân để cho train này đi tiến sĩ biết là rồi, anh em muốn cho nó set the era chơi, đại học phải có rồi.